Xin chào các bác và các anh chị, tôi là bác sĩ Anh, bác sĩ chuyên khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang. Hôm nay tôi xin chia sẻ chủ đề hướng dẫn cách đo huyết áp tại nhà. Huyết áp chính là áp lực của dòng máu lên thành mạch, vì thế chúng ta có thể đo huyết áp ở nhiều vị trí khác nhau. Và ở vị trí mà động mạch lâu nhất, dễ đo và có kết quả chính xác, đó chính là đo huyết áp ở cánh tay. Máy đo huyết áp tại nhà thì chúng ta có thể sử dụng máy đo huyết áp điện tử, nhưng mà chúng ta cần hiệu chỉnh mỗi 6 đến 12 tháng để có kết quả chính xác. Trước khi đo 30 phút, không sử dụng rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá, ăn uống no và vận động, tắm. Bệnh nhân ngồi thẳng, tựa lưng lên ghế, hai chân áp thẳng xuống sàn nhà, tay thả lỏng đặt trên bàn, sao cho nếp gấp khỉ tay ở ngang tim. Đối với bệnh nhân lớn tuổi, đái tháo đường thì nên đo huyết áp cả hai tư thế nằm và ngồi để phát hiện hạ huyết áp tư thế. Nên sắn tay của áo bệnh nhân trên khớp vai để tránh tạo ga rô giả. Không đo huyết áp qua tay áo của bệnh nhân vì có thể làm huyết áp tăng giả tạo từ 5 đến 10 mm thủy ngân. Sau khi luồn tay của bệnh nhân qua bao đo huyết áp thì có hai mốc cần phải xác định. Thứ nhất là mép dưới của bao đo cách nếp gấp khỉu tay từ 2 đến 3 cm. Thứ hai là hướng đi của bao đo huyết áp cần phải hướng theo động mạch cánh tay. Dùng tay xếp một lực vừa phải bao đo huyết áp, ấn nút start. Ở đây sẽ có 3 chỉ số chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là SES là huyết áp tâm thu, DIA là huyết áp tâm trương và PULSE là mạch. Cuối cùng là đo chỉ số huyết áp và sổ theo dõi. Theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam thì huyết áp bình thường là huyết áp tâm thu từ 90 đến 130 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương từ 60 đến 85 mm thủy ngân. Đối với trường hợp đo huyết áp tại nhà, chẩn đoán tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu từ 135 mm thủy ngân và hoặc huyết áp tâm trương từ 85 mm thủy ngân. Đối với trường hợp đo huyết áp mà huyết áp từ 180 đến 110 mm thủy ngân kèm theo có các triệu chứng đau ngực, khó thở, đau đầu, nôn ói, tê yếu, nơ mơ, hôn mê thì chúng ta nên đưa ngay đến cơ sở y tế để được tư vấn. Mọi thắc mắc cần tư vấn xin liên hệ với hotline của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.